Chào các bác nhé. Bây giờ là 9 giờ sáng của ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022. Đó là bước sang một cái năm mới của Tết Dương Lịch. Và đầu video em cũng có xin lời chúc tới tất cả các bác anh chị sang một năm mới gặp nhiều may mắn và thuận lợi tất cả trong lĩnh vực của công việc cũng như là gia đình. Và chúc cho các bác là sang năm mới sức khỏe dồi dào, thuận buồm xuôi gió tất cả mọi lĩnh vực. Rồi trở lại với buổi sáng ngày hôm nay thì tiếp tục em lại review và giới thiệu cho các bác một siêu phẩm về điều hòa. Đấy đó mà mấy ngày vừa qua là nó là lạnh trời nhé các bác nhé. Nên là những cái ngày như thế này thì điều hòa hai chiều, tức là theo đúng nghĩa gọi là điều hòa, thì là thứ nhất là mùa hè có thể là mát và mùa nóng, vừa mùa đông có thể làm cho chúng ta ấm được. Đấy là những cái căn bản trong cái định nghĩa của điều hòa thôi nhé. Đấy, thì với cái thời tiết lạnh trời thì các bác đã có những cái dòng điều hòa nhật nội địa hai chiều này thì cực kỳ là yên tâm khi chúng những cái ngày giá rét. Và buổi sáng hôm nay thì em lại review cho các bác một mẫu siêu phẩm của dòng điều hòa Panasonic con 12.000 BTU viền đen. Đấy, hàng đẹp rất xuất sắc các bác nhé. Thì đây là trong những cái mẫu mà rất nhiều anh em thích, và đây chỉ là cái cơ bản của buổi sáng ngày hôm nay thì em review một con duy nhất này thôi, còn điều hòa của em vẫn còn rất nhiều bên trong các bác nhé. Đấy, vì bên trong nó hơi tối cho nên là em không review quay hết được, một lát nữa em sẽ lướt qua để các bác nào có nhu cầu về. Em đầy đủ công suất từ 9.000 cho đến 24.000. Nó hơn chục con cơ. Đấy, bác nào anh em nào quan tâm thì liên hệ. Thì 1-2 ngày nữa thì em lại có một lô hàng máy giặt về, tiếp tục máy giặt để phục vụ cho cái dịp Tết này. Bác nào lên nhà mới hay là thời tiết bắt đầu chuyển sang xuân, tức là lập xuân rồi này, đã chuẩn bị là lại bắt đầu mưa phùn gió bấc, nên anh em có được cái máy giặt sấy để hỗ trợ cho cái những việc ngày lô mầm. Đó là cái điều rất là thiết yếu với tất cả mọi gia đình nhà các bác. Đấy, thì một năm nó đã qua đi, nhiều cái thăng trầm, nó dịch bệnh, anh em tất cả mọi miền Tổ quốc có những gia đình rất là vất vả để chống chọi, nhưng rồi nó sẽ qua tất cả mọi thứ để chúng ta bước vào những cái ngày mới. Quá khứ nó chỉ là quá khứ, chúng ta phải sống về thực tại, hiện tại và tương lai. Đấy, đây là trong những mẫu anh em, nhiều anh em thích nhé. Đây, bên trong em sẽ sơ bộ qua một chút để điều hòa em vẫn còn đây. Đấy, đấy, máy hút ẩm em còn 3 chiếc. Đấy, anh em nào trời lồm này thì có nhu cầu về máy hút ẩm thì liên hệ. Đấy, từ con 10 lít, 18 lít và 8 lít. Đấy, anh em nào có nhu cầu liên hệ. Đây, còn điều hòa đây là một trong những cái mẫu điều hòa rất nhiều anh em thích đây. Đấy, rất là đẹp luôn. Toàn em toàn sưu tập những cái chiếc hàng điều hòa là hàng đẹp xuất sắc. Tất cả từ trước đến bây giờ thì em đều và là bán những cái mặt hàng đẹp. Đấy, anh em nào đã mua từng mua hàng của em thì biết được, cảm nhận được. Đấy, còn trên thực tế thì tất cả những cái hàng hóa một tay em vệ sinh rất là chi tiết. Đây, các bác theo dõi có những video em đã quay vệ sinh tổng thể một con điều hòa rồi một con máy giặt. Đấy, đây là những cái món hàng chủ đạo của em bán. Đấy, vậy anh em nào quan tâm về hàng hóa điều hòa hay máy giặt thì tiếp tục lại liên hệ ủng hộ cho em. Vâng, xin chào các bác.